Xin mời thí sinh Trần Văn Tú, Phạm Đức Hải và Nguyễn Trần Duy Đạt chuẩn bị. Trần Văn Tú là một thí sinh mà đã tập powerlifting rất là lâu và rất là mạnh. Tạ squat tăng tiến rất nhanh ạ. Nhìn rất tự tin và rất nhẹ rồi. Thực hiện nào thôi. Gì? Vừa tốt ạ. Good lên. Hai trắng một đỏ. Xin mời thí sinh Nguyễn Trần Duy Đạt, Bùi Duy Dũng và Phan Dương Hùng chuẩn bị. Nếu mà mic rè hay có vấn đề gì thì các bạn nhắc mình nhá. Thank you ạ. Đúng rồi, nếu mà trong livestream có bất kỳ một cái vấn đề gì về âm thanh, hình ảnh thì các bạn nói ngay với chúng mình để chúng mình chỉnh. Speed của bạn Đạt này sẽ rất nhanh ạ. Đừng nhắm mắt nhá. Ui, tươi vầm đấy. Mình tập cùng phòng bạn này. Quát nhanh kinh khủng. Có một chớp mắt rồi ạ. Mọi người xem kỹ đừng chớp mắt, không là lại miss mất một quả squat. Quả gào trông hơi căng nhỉ. Chắc là chưa quen tạ thôi. Ui. Good lên. Là do chưa quen tạ workout thôi. Không vấn đề gì lớn lắm. Mức tạ đã bắt đầu hơn 200 cân rồi. Bùi Duy Dũng với mức tạ 205 cân là vận động viên tiếp theo lên với lần thử của mình. Có hai người đang cát bạn lợi nhé, là thầy giáo Quang và Trần Trung ạ. Glute rất dày. Phan Dương Hùng và Trần Tiến Phát chuẩn bị. Bùi Duy Dũng cũng attempt 1 bằng với attempt 3 của kỳ qualify. Thí sinh tiến bộ rất nhanh ạ. Nice. Rất chắc chắn rồi. Trời yếu lạnh thôi. À, speed này hơi chậm nha. Good lift. Hai trắng một đỏ. Hai trắng một đỏ vẫn được good lift. Mà có vẻ như là hơi nặng rồi. Tiếp theo là Phan Dương Hùng. Key player cho team 18 powerlifting ạ. 205 cân, opener. Phan Dương Hùng hãy làm cốt Quang Su và team 18 tự hào nè. Xin mời thí sinh Phan Dương Hùng, Trần Tiến Phát và Bùi Nguyên Trí chuẩn bị. Có một chút vấn đề gì đó, chắc là rách tay hay gì mà. Đây. Có thể là cái... Bắt đầu lên rồi. Có chắc là cái cuốn cổ tay nó hơi thòi ra. Hùng có quả tóc rất là bùng bềnh. Đi giày này, giày đi thích cơ. Roma leo 4. Mình tin là sẽ easy thôi. Không easy lắm. Hơi nặng một tí rồi. Không easy lắm, attempt 1. Good lên. Attempt 1 hơi căng. Thực sự cũng phải nói là cái áp lực năm nay lên thí sinh Phan Dương Hùng nó cũng khá là căng. Bởi vì như bạn Trần Trung vừa nói ấy, thì anh Hùng là một key player của team 18 Powerlift. Cái kết quả của anh Hùng quyết định đến đúng rồi, đua best team năm nay đấy ạ. Đúng rồi, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái xin mời thí sinh Trần Tiến Phát giải best team. Bùi Nguyên Trí và Mai Tuấn Trung chuẩn bị. Trần Kiến Phát 215 cân. Trần Kiến Phát là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải, rất là mạnh. Vầm đấy, 74, vầm mãi. What?
là chắc chắn đã hoàn thành được tem mình rồi. Kết quả là no lip, no lip, ai đỏ. Vậy như là bà ấy đã miss dead. Xin mời thí sinh Trần Văn Tú, Bùi Duy Dũng và Phan Sơn Hùng chuẩn bị. Bạn Trần Văn Tú, bạn ấy vừa làm một cái phép gì đấy? Bạn ấy 197,5 cân. Mình nghĩ là làm phép rồi thì khả năng là cũng lên được. Rất kinh khủng. No, lên lên. Tiếp là mid dev ạ. Không đủ độ sâu. Thế này thì khả năng là chắc là attempt sau khả năng bạn ấy sẽ giữ lại mức tạ này thôi. Bây giờ trông khá là căng rồi. Hít rồi, hít rồi. Sao tận chân trời gần ngay trước mắt. Ôi, sức chặt. Ôi, rất đáng tiếc. Đầu lên. Tiếp theo là Phan Dương Hùng với mức tạ 210 cân, nhảy 2,5 cân so với STM1. Nào, con bài quan trọng của team 18 Powerlift. Xin mời thí sinh Phan Dương Hùng, Nguyễn Trần Duy Đạt và Trần Kiến Pháp chuẩn bị. Chúng ta đang thấy khá là nhiều attempt đỏ từ ngay từ attempt số 2 rồi, khá là nhiều lift đã bị fail. Thế thì có lẽ là các bạn thí sinh năm nay là cũng đang gọi là push bản thân hết sức có thể. Tại vì giải này nó cũng là giải national mà. Bạn Vũ Ngọc dặn anh Hùng là nuốt nó. Em cũng mong anh Hùng nuốt được nó. Chua hay không thì chưa biết. Nhưng mình có phải nuốt đã. Đổ lên. Trông khá là nặng. Thành công không? Good lên. Xin chúc mừng Phan Dương Hùng. Có thể attempt 1 là chưa quen tạ thôi, bởi vì cái tạ Aleco này nó sẽ nặng hơn bình thường một tí để cảm nhận. Chúng ta có thể thấy trên livestream là các team khác, đối thủ các team khác nhìn rất là kỹ. Các idol. Vâng, Nguyễn Quang Hưng ạ. Đây mình chung xin đây. Mình xin mời chung Trần Trần Kiến Pháp và Bùi Minh Chí chuẩn bị. Nguyễn Trần Duy Đạt mức tạ 212,5 cân. Tập ở phòng tập cùng ông này mình tưởng ông ấy U83 bạn ạ, mà hóa ra là U74. Quá là vâm ạ. Vâng, lần này quá cao chắc hơn attempt 1 rồi. Ui. Ui. No lên. Rất đáng tiếc. Death thì đủ rồi, nhưng đoạn cuối thì không đủ sức. Những attempt 3 bạn xem lại thôi ạ. Ta cùng đến với phần thi tiếp theo của Trần Kiến Phát.
ứng cử viên Trần hàng đầu cho chức vô địch 215 cân. 49 chuẩn bị. Nhưng mà đã miss attempt 1. Làm lại attempt 1 ạ. Attempt 1 bán làm được nhưng bị đỏ do đép. Ủa rồi ạ. Vẫn liếm được map này là yên tâm rồi. Good. Chắc chắn là có sức cho attempt 3 rồi. Attempt 1 cứ sâu hẳn như thế luôn thì sẽ tự tin hơn. Tiếp theo là anh Bùi Nguyên Chí, mức tạ 282,5 cân. Tự lập nên record rồi lại tiếp tục tự mình phá nó. Vượng Long, U74 ông nào ông đấy to đùng. Đúng rồi bạn ạ. Lên đây ông nào cũng to luôn ấy. Nhìn vâm lắm. Sâu rồi ạ, sâu rồi ạ. Rất đẹp, rất đẹp. Như là đủ rồi đấy ạ. Good play. Attempt 2 cứ ngồi hẳn như này thì đỡ mệt đúng không? Cứ giữ giữ. Có link YouTube chứ bạn Hoàng. Bạn lên fanpage. Đúng rồi bạn Hoàng. Bạn lên ý nữa chắc mày có YouTube. Có lên channel có YouTube thì xem TV nhé. Bạn Hoàng thử lấy điện thoại ra bấm nhầm TV. Bạn coi như vừa rồi không có gì xảy ra nhưng hình như là không có link YouTube đâu ạ. Làm thế xem TV cho nó sướng. Trông mặt khá là căng thẳng. 246 người xem mà cho mình xin một like với share nhá. Rồi mọi người like với share nhiệt tình lên nhá. Ôi, ở đây có thẳng 250 người đấy. Mạnh tay lên. Rất từ tốn. Được. Good live, xin chúc mừng. Chúc mừng Bùi Duy Dũng ạ. Theo là Nguyễn Trần Duy Đạt làm lại mức tạ 212,5 cân. Xin mời thí sinh Nguyễn Trần Duy Đạt, Phan Xuân Hùng và Trần Tiến Phát chuẩn bị. À, chúng ta đang đến với những cái attempt cuối cùng của phần thi squad của bảng A rồi. Mọi người cổ vũ nhiệt tình lên ạ. Ui. Nổ lên. Rất đáng tiếc. Có lẽ là đùi cũng mỏi rồi, lưng cũng mỏi rồi. Alo. Phan Dương Hùng mức tạ 215 cân. Sau lượt thử squat này sẽ là đến bảng B, U93. Toàn quái kiệt ạ. Cả Open và Junior của bảng 93, bảng B. Xin mời thí sinh Phan Dương Hùng. Thí sinh Phan Dương Hùng đến từ team 18. Trần Tiến Phát chuẩn bị. Cùng cổ vũ cho team 18 ạ. Năm nay là, nếu mà các bạn chưa biết thì, nếu mà các bạn chưa đọc tiểu sử Tam Quốc trên Việt Nam Power Chat thì mình khuyên các bạn lên đọc ngay bây giờ. Phan Dương Hùng 215 cân. Lên đọc Tam Quốc để biết là cái mức, cái lần squat của này của Phan Dương Hùng nó có ý nghĩa lớn như thế nào ạ. No, lady.
sao, không sao, không vấn đề gì. Rất tiếc ạ. Trần Kiến Phát, 220 cân. Và bây giờ chúng ta sẽ sang tới phần thi squat của bảng B. Các thí sinh Mai Tuấn Trung và Trần Phương Nam chuẩn bị. Chưa, còn Trần Kiến Phát nữa. À, xin lỗi, không còn thí sinh Trần Kiến Phát. Xin mời thí sinh Trần Kiến Phát ạ. Đây là pha squat cuối cùng của bảng A, U74. Đây là bạn Phát là thí sinh hàng đầu cho, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Được. Đẹp rồi. Good lift. Sinh rất mạnh. Tiếp theo là Phan Dương Hùng, 125 cân. Là anh Phan Dương Hùng không nhỉ? Đây rồi. Đúng rồi, Phan Dương Hùng đây rồi. Một trong những át chủ bài team 18. Một bài rất mạnh của team Hổ Báo. Xin mời thí sinh Phan Dương Hùng, Trần Kiến Pháp và Phạm Đình Trung chuẩn bị. Rồi chúng tôi vừa mới set up lại cái lifting cast cho đội caster để có thể theo dõi rõ hơn cái kết quả, dễ dàng giải đáp cho mọi người hơn cũng như là dễ bình luận hơn, nó đỡ bị gọi là bị lạc đề. Bây giờ chung xem thế. Em mới nhìn được anh. Ok. Mà nhấc lên từ giây giờ đó. Ok. Phan Dương Hùng bước tạo 125 kg. Kết quả là vâng, cô Lê vào. Ok rồi. Trần Kiến Phát, Trần Kiến Phát, Phạm Đình Trung và Cù Duy Dũng chuẩn bị. Mức tạ 127,5 cân. Đây, Trần Kiến Phát, nếu ai chưa biết thì đây là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của Nam U74. Chắc chắn á. No lift. Ngay lượt cử đầu tiên, đất em 1, bao đỏ, 2 đỏ. Giống như bài squat thì Kiến Phát lại kêu attempt đầu tiên của bài bench. Trọng tài đang cho rằng là chưa lắc củi trỏ. Xin mời thí sinh Bùi Duy Dũng, Nguyễn Trần Duy Đạt, Phạm Đình Trung. Bùi Duy Dũng và Nguyễn Trần Duy Đạt chuẩn bị. Đây là Phạm Đình Trung, mức tạ 130 cân. Nghĩa là làm sao đảm bảo hoàn thành được cái phần thi của mình. Không bo mau là được. Vâng, cao hơn mức bo mau thôi chứ còn. Best personal best luôn. Ăn giữa các cái tem mà mọi người được vàng. Thi bên xong là thi deadlift luôn ạ. Mức tạ 130 cân cho vận động viên Bùi Duy Dũng. Chó đã lóc được chưa đây? Rồi. Đơn giản thôi. Vươn lên. Wow. Một đỏ ở giữa, không biết lỗi gì đây. Hay là do đét. Anh kiểu cái màn hình sao đây, màn hình này. Xin mời thí sinh Nguyễn Trần Duy Đạt, Trần Văn Tú và Bùi Nguyên Chí chuẩn bị. Duy Đạt với mức tạ 132,5 cân. Đây là cực kỳ đáng tiếc cho Đạt, lúc nãy là tạch luôn hai cái tem thứ hai, thứ ba. Mất 7,5 cân rồi đấy. Ở nhà bán ra mức này đẩy 3 cái rồi. Úi rồi. Không biết lên sàn thì như nào đây? Đẩy được 3 cái thì xứng đáng là opener đúng không? Đẩy 3 cái thì đi thi là opener là chuẩn rồi. À, bù phát xong đẩy lên thôi.
nghĩ không khó khăn cho Đạt đâu. Như cốt của mình ăn chắc mặc bền thì ở nhà phải đẩy được 4x8 thì mới cho làm opener. 8 opener. Người bảo trọng thắng. À trắng rồi ạ. Quốc Anh. Ok đấy bọn Quang Đức nhá. Bọn mình sẽ điều chỉnh ngay, thông báo ngay. Đấy đúng rồi, mất net rồi, mất net vào vận động viên rồi. Đang bên cạnh, đúng rồi. Do bị xin mời thí sinh Trần Văn Tú. Thí sinh Bùi Minh Trí chuyển ra bên này. Bên này. Trần Văn Tú 145 cân. Ủa. Tình Ben rất mạnh. Có lẽ là Ben mạnh nhất của U74. Đúng rồi đấy. Đây là SM cuối của U74 rồi. Đây, lần thử cuối của SM1 của U74. Đội Ben 200 khả năng là Bùi Minh Trí làm được đấy. Opener mình đang thấy là 187,5 cơ mà. SM2 có thể là 195 xong rồi lên 200, nó là hợp lý luôn. Tiếp theo là Trần Kiến Phát cũng tạo 127,5 cân. Thử lại đây này. Sạch ngay ở lượt cử đầu tiên. Cực kỳ là phí. Xin mời thí sinh Trần Kiến Phát, Phan Dương Hùng và Nguyễn Trần Duy Đạt chuẩn bị. Nhưng mà vì đây là cái giải National cuối năm ấy, mọi người đều đã qua hết qualify của năm ngoái rồi. Thế nên thành ra là mình thấy là cái số lượng tem đỏ nó cũng ít hơn những giải trước. Những vận động viên đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi đấy ạ. Giữ. Lọc. Rồi ok. Rồi, ok. Vun lên. Ba chấm luôn. Chúc mừng Trần Kiến Phát. Đúng là hạng 120 cộng chỉ có mỗi anh Chí thôi mọi người nhé. Anh Chí là tự đấm nhỏ với mình. 130 cân. Xin mời thí sinh Phan Dương Hùng, Nguyễn Trần Duy Đạt và Phạm Việt Trung chuẩn bị. Record luôn. Thì nữa là chúng ta lại có tiếp tục một pha record tiếp này. Nhưng mà bảng này là có 2 record đấy. À quên. Ở đây Fly B. Riêng Fly B là đang là 2 record. Ở Ben rồi. Trần Văn Tú tí nữa đăng ký 150,5 kg mọi người ạ. Hết lẹt luôn. Hạng 74. Ôi cái ngón tay lên được. Và đó là Gôn Lê. Chúc mừng Phan Dương Hùng và team 18 ạ. Đây là Phạm Đình Trần Nguyễn Trần Duy Đạt 137,5 cân. Đấy, trong cuộc thi thì mọi người có thể là báo trước với trọng tài về những cái vấn đề. Đặc biệt là cái phần đi bench press này có rất nhiều người là nhìn trên hình, nhìn trên live thì mọi người có thể thấy là thậm chí là cảm giác là chưa lóc hết đâu. Nhưng mà do củ trò người ta có những cái vấn đề nhất định. Củ trò của anh lóc được mỗi lên đây. Thế nên là phải báo trước với cả trọng tài. Đúng là anh Chí Otto vàng ạ. Bây giờ phải có 220 cộng lên đánh cùng anh ấy thì mới có sự cạnh tranh nhá. Miễn là không bom out thì là chắc chắn là vàng rồi. Riêng cái khoản make weight để đánh đấu với anh Chí rất là khó rồi. Khó khăn ai làm được. Ồ, rất tốt ạ. Được quá nhờ tiền bà. À tiền 2. Bây giờ là Phạm Đình Trung 137,5 cân. Sau 2 attempt nữa sẽ đến một phần gọi là phần lại phá đang cực. Trên 18 đến 23. Xin mời thí sinh Phạm Đình Trung, Bùi Duy Dũng và Trần Văn Tú chuẩn bị. Bùi Duy Dũng. Xin mời thí sinh Bùi Duy Dũng. Ngoài ra thì còn có Trần Văn Tú và Bùi Minh Trí chuẩn bị. Ngoài ra còn có Sub Junior dưới 18. Dưới 18 và có cả Master là 40 trở lên. Trên 40. Chỉ khoảng
11 năm nữa thôi. Thì các bạn sẽ thấy thầy Quang đăng ký master mọi người nhé. Úi giời. Lên được. Đẹp rồi. Tuyệt vời. Đây 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 là Bulldog Grip đúng không thầy Quang nhỉ? Có đúng là Bulldog Grip không nhỉ? Vươn lên. Mình xin được nhường câu hỏi này lại cho Trần Trung. Đúng rồi bạn Trung. Phải xem camera đấy. Không rõ. Úi giời, đẩy đẩy. Đây rồi, National Record tiếp rồi mọi người. Trần Văn Tú 150,5kg. Đang grip vừa rồi là Japanese cái gì cơ? Japanese nó còn xa dài hơn, nó còn gọi là ăn gian cả cái ngón trỏ. Đây rồi. Nếu bạn chưa biết 150,5 thì phá kỷ lục muốn. Đây là phá kỷ lục thì sẽ được cộng 0,5 Trần Văn Tú vào kỷ lục. Tú vừa mới cầu nguyện rồi. Lại làm phép. Cộng lần này cộng có 5,5 cân thôi thì mình nghĩ là cũng làm được. Chắc là lên được đơn giản. Tú ở tên một nhẹ lắm. Vấn đề là Tú dễ bị bắn mông. Bắn mông à? Ừ, để xem. Tú vừa rồi là sợ bắn mông lắm. Nên chúng ta cùng theo dõi nha. Cái opener vừa rồi của Tú là chúng ta cùng theo dõi mông của bạn Tú ạ, nghe nói là bạn hay bị bắn mông. Đủ đẹp rồi. Lên được không đây? Lên được. Ui tuyệt vời. Được rồi. Good lim rồi. Ổn định lắm. Mông như nào đây? Ổn định lắm. Mông như nào đây? Tuyệt vời. 3 trắng record rồi mọi người. Kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục quốc gia mới. Đây là tiếp tục lại kỷ lục tiếp đây. Bùi Nguyên Chí. Anh Chí và kỷ lục của chính đã mình. Đã phá ngay từ ATM1 ở cả hai bài squat và bang rồi. Cứ thi là có kỷ lục. Thì bây giờ nhiệm vụ chỉ là đơn giản thôi. Nhảy nhẹ nhàng cũng được. Mình đã có áo của cả các năm trước. Thì mình xin phép là đánh giá là áo năm nay nó đẹp hơn và chất nó cũng khác. Nó ôm người hơn nhé. Thậm chí là có thể mặc ở bên trong singlet thì sẽ rất là đẹp. Trần Kiến Phát. Mức tạ 130 cân. Từng 1 nữa. Tắt tạ 2. Cơ biên vô địch đây. Thử đi xem không? Pin có pin đấy mà. Để pin lấy mà. Vặn ra vặn. Đây để vặn vào cục không vặn cả cục ấy luôn. Ok. Nhanh. Hai viên. Mới sửa lệnh. Cứ thay đi anh bật cái này anh đọc cho. Bên giám khảo chấm nào đây? Sửa lệnh 3 đọc. Đầu lên. Đánh cho cái này rồi. No lip bao giờ? Bông nhóc rồi. Không phải có mic đâu, cả hai cái đều không bật. Do loa đấy. Tiếp theo là Phan Dương Hùng, team 18. 132,5 cân. Xin mời thí sinh Phan Dương Hùng, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trần Duy Đạt. Từng cân một nó cũng rất là giá trị. Nhảy có 2,5 cân thôi nhưng mà cũng thay đổi rất là nhiều người nhá. Bạn mình chỉ có hỏi về link mua áo thì mời mọi người lên page nhá. Có cái bài post ở ngay ở dưới đấy. Lên page để đăng ký mua áo. Có bạn đang bảo là anh Hùng lại hút đi. Mong anh hút. 132,5 thì hút được. Nãy 130 cũng lên ok. Lên được. Ôi thôi rồi. Thôi. Đó thế nhỉ? Không bỏ tay ra luôn mà. Thì đằng nào thì cũng là đỏ thôi. Cái này nuốt không trôi rồi. Đúng rồi nhá, nếu không phải là record thì mức nhảy tối thiểu sẽ là 2,5kg. Nếu như bạn đỏ, Bùi Duy Dũng và Trần Văn Tú xem. Thôi bạn Thanh Thảo, Trần Duy Đạt cũng nhằm 1,5 cân. Được nhưng mà vẫn đẹp trai nhá. Nhà bạn Thanh Thảo mình Ben tớ phải đi nhất ở 140 thì bây giờ 145 rồi. Đi mà sao cứ bị đẹp trai ấy. Có thành công không thôi. Tí nữa còn bạn Lê Hiếu nữa. Xin mời thí sinh Phạm Đình Trung, Nguyễn Trần Duy Đạt và Bùi Duy Dũng chuẩn bị. Mai Mai tuổi 18.
thế kia cho anh. Được. Lên được. Rất nhanh. Được. Ủa. Tốt rồi. Ủa. Mông nào nhỉ? Mông như nào nhỉ? Cái gì đây? Pau 3 điểm à? Vun lên. Tốt rồi. Quả bên Pau 3 điểm à? Còn tí nữa. Bên kia thì đỏ. Tí thì bắn mông. Xin mời thí sinh Bùi Duy Dũng, Trần Văn Tú và Bùi Nguyên Trí chuẩn bị. 142,5 cân cho bạn Bùi Duy Dũng. Cứ đọc bình thường thôi. Cứ đọc bình thường. Chiều tí nữa là đến nếp thôi. Ở giải này thì không được nhấc góp bạn Minh Chí nhá. Luật của đi, luật của IPF là không được nhấc góp. Không có cái gì được nhấc lên bạn nhé. Đầu cũng thế. Nhấc đầu nhấc chân, nhấc mông. Chiều là khoảng 3 giờ nhá. 3 giờ là 3 giờ đến 3 rưỡi gì đấy. Sẽ tùy thuộc vào cái thời gian kết thúc của cái các bảng thi buổi sáng. Cho nên xin mời thí sinh Trần Văn Tú đã 145,5. Ngô Hòa hình như là tự, chiều nay đây. Tự phá kỷ lục của chính mình. Đây rồi, 155 tiếp rồi, nhờ 150,5 chỉ là để bạn ấy có national record thôi. Bây giờ là chính là tem 3 của bạn ấy đây. 74 bên 155. Đẩy cao hơn là đẩy cao hơn kỷ lục đấy. Tự phá sâu kỷ lục của chính mình. Được không đây? Đúng rồi nhá Minh Chí nhá, đầu phải gắn chặt ở trên ghế. No lên. Mic không bật. Một năm năm có vẻ hơi quá sức. Xin mời thí sinh Nguyễn Trần Duy Đạt, Phạm Công Vượng và Bùi Duy Dũng chuẩn bị. Con này nó lia một đường từ kia sang kia. Thì bây giờ cho anh Hoàng ngồi cả ngồi lùi ra. Hai người về đây, về gần đèn. Là ra đi hoặc là về gần đèn à? Nổ lên. Anh bật lại mic rồi đấy. À được rồi. Bây giờ support đây. Thấy chưa? Cô lùi vào. Một tí. Okay. Alo alo, chúng mình đã trở lại đấy ạ. Mọi người nghe thấy gì chưa ạ? Các bạn là vừa có một số trục trặc với mic. Trần Văn Tú và Bùi Duy Dũng chuẩn bị. Bây giờ bọn mình đang quay trở lại đây. Không biết các bạn đang nghe thấy bọn mình chưa nhỉ? Alo ạ. 240 cân cho Phan Dương Hùng. Phan Dương Hùng. Ước tạ 240 kg. Tại 1 cho vận động viên Phan Dương Hùng.
Đốt lên. Cái tát đấy chỉ như thế thôi, em phóng hết ra ngoài mà anh An mới lấy được tí. Rất tuyệt vời. Ở phần thi deadlift này thì cũng khá là bất ngờ khi mà có hai thí sinh đã fail ngay lần thử đầu tiên. Xin mời thí sinh Giang Dương Hùng, Trần Văn Tú, 245 cân. Bùi Minh Chí và Trần Văn Phát chuẩn bị. Cũng là một loại một gọi là thí sinh OG trong làng powerlifting Việt Nam. Nhẹ nhàng thôi. Rút lên. Đây rồi, lại là anh ấy. Việt Phát chỉ cần thực hiện thành công lần cử này là coi như nắm chắc chiếc vô địch. Xin mời thí sinh Việt Phát. Triệu Văn Lộc, Nguyễn Phong Anh chuẩn bị. Ui. Vừa trước mắt cái đã kéo được rồi. Quá nhanh, rất mạnh. Rút lên. Vô địch rồi đấy ạ. Ừ. Nghĩ là vô địch. Đúng rồi, gần như là đã nắm chắc chức vô địch rồi. 612.5 đã có chắc chắn vô địch. Người thứ hai trận. Một bước nhảy 12.5 cân. Khá là sâu. Xin mời thí sinh Nguyễn Trần Duy Đạt, Bùi Duy Dũng và Hoàng Công Công chuẩn bị. Hiện tại thì Nguyễn Trần Duy Đạt đang có mức tạ là kém Phan Dương Hùng chỉ 5 cân thôi. Nên là bạn ấy có khả năng cạnh tranh huy chương đồng trực tiếp với Phan Dương Hùng. Trần Duy Đạt nào. Phải chắc anh em này. Wow, ôi. Rất đáng tiếc. Đầu lên lên. Vậy nếu Huy đi. Khá là vậy đáng nếu tiếc. Hùng mà thực hiện được attempt 2 thì khả năng là chắc suất top 3 là rất cao rồi. Xin mời thí sinh Bùi Duy Dũng, Phạm Công Vượng, Phạm Công Vượng và Phan Sơn Hùng chuẩn bị. Vâng, Bùi Duy Dũng. Nếu thực hiện thành công thì bạn sẽ vượt trên cả Phan Dương Hùng luôn. Nhớ tem 1 thì đỏ rồi. Lên nào. Rất là căng thẳng. Ôi ôi, lên 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 lên. Ôi. Chỉ cần chắc attempt của mình là bạn ấy có cửa check top 3 rất sáng. 150 cân, nếu thực hiện thành công thì attempt thứ 3 anh có thể hoàn toàn bung sức thử một lần. Bạc hoặc là đồng. Xin mời thí sinh Phan Dương Hùng, Trần Văn Tú và Bùi Minh Chí chuẩn bị. Ta cùng nín thở chờ đợi phần thi của thí sinh Phan Dương Hùng. Em một trông có vẻ đã khá là nặng rồi. Ồ, 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 hay quá, hay quá, hay quá. Lóc, lóc. Chưa lóc được rồi. Sao đây? Ui, rất đáng tiếc. Có vẻ như là Phan Dương Hùng không lóc được. Không lóc được gối. Đúng vậy rồi. Quá trông chênh. Kéo được attempt này thì cái circle được top 2 rất cao. Top 2 rất cao rồi. Phải kéo được attempt này.
Rồi, lại làm phép rồi. Xin mời thí sinh Trần Văn Tú, Bùi Nguyên Chí và Trần Tiến Phát chuẩn bị. Nữ tem này sẽ hơn Phan Dương Hùng 23 cân. Khả năng chắc cửa top 2 rất cao rồi. Thành công thì chắc là bạc rồi. Xem nào. Ồ. Được rồi. Đó là dễ dàng. Lóc được không? Lóc được rồi. Ba trắng. Được rồi. Chắc chắn là top 2 rồi. Cửa khó cho team 18 rồi. Bùi Nguyên Chí 265 cân. Cốt quang su là phải làm phép gì đấy. May ra mình có cơ hội huy chương đồng. Ui, một là bán thành công rồi. Ai cũng làm phép. Trắng. Mình nghĩ là bạn ấy sẽ kéo được không? Trắng. Ui, nhanh thế. Ui, bạn còn rất nhiều sức. Thế này thì có hai nơi chuyển đổi record rồi. Nếu không thành công thì Dũng sẽ bỏ mao. Nếu thành công, bạn có thể sẽ có huy chương. Thôi, có huy chương hay không ở tem này. Triệu Văn Lực 200 cân. Nếu thành công thì total của bạn sẽ lên đến 590 kg. Mạnh. Lên. Được. Ôi. Ôi. Không được rồi. Quá khó rồi. Quá khó rồi. Rất tiếc. Không, thực ra một chiến thuật tối tạ chính xác thôi. Nếu mà không có huy chương thì chúng ta cũng không cần phải có thành tích để làm gì cả, vì cũng sẽ không nhận được một cái gì. Nói là all in hoặc là không có gì thôi. Xin mời thí sinh Nguyễn Trần Duy Đại. 245 cân. Phan Dương Hùng và Phạm Công Phương chuẩn bị. Được thì cũng vào huy chương, cũng vào top 3 đấy. Được thì sẽ hoàn toàn có khả năng đạt huy chương. Nếu anh thực hiện thành công thì sẽ gây áp lực rất lớn cho Phan Dương Hùng luôn. Và sẽ đặt Phan Dương Hùng vào thế bám đuổi. Ồ, hai người có bằng cân luôn. Được không? Khó quá rồi. Ôi, không được rồi. Đã có dấu hiệu đi xuống. Gá rồi, tôi nghĩ là gá chân rồi. Và đó là Good Day. Wow. Chúng ta cùng xếp lại nào. Ủa, lưng của tôm. Oh my god. Oh my god. Bằng cân bằng đấy thì được ra mà. Xin mời thí sinh Phan Dương Hùng. Mấy thi sau, thi trước hả? Phan Công Phượng và Trần Văn Tú chuẩn bị. Đó, lót à? Vậy là ui, của Nguyễn Trần Duy Đạt đã lên đến 592,5 kg. Vâng. Và hơn Phan Dương Hùng tới 12,5 kg. Rất tiếc Phan Dương Hùng mất thị trường rồi, không còn cách nào khác rồi. Không còn cửa nào khác cả. Có kéo được thì vẫn thua 2,5 cân. Vẫn thua 12,5 cân. Rất tiếc. Nhưng mà cái ất tem đét lít vừa Trần rồi Duy Đạt, Nguyễn Trần Duy Đạt chắc top 3 rồi, vào top 3 rồi. Ô. Clip vừa rồi của Trần Duy Đạt là nó cũng hơi ảo nhé mọi người. Và đó là tôi nghĩ là thắng. Vẫn không lắp được rồi. Duy Đạt có top 3 rồi. Mà sao bạn ấy vui mừng vui mộn vậy? Bởi vì kiểu gì bạn cũng có top 3 rồi mà. Hơi delay một tí đến từ ngày thi đấu không thực sự thành công của Phan Dương Hùng rồi, vị trí thứ tư. Phạm Công Vượng 252,5 cân. Nhớ tem cuối cùng của bạn 74. Xin mời thí sinh Trần Văn Tú. Mình không biết là tổ chức chỉ có cho check 3 không, nhưng mà cái deadlift vừa rồi của Nguyễn Trần Duy Đạt thì nó cũng rất là đáng nể, nhưng mà nói chung là cũng có một sự gài vào đùi nhất định. Trần Văn Tú là chiến thắng bản thân mình thôi, top 2 rồi. Ủa, Trần Văn Tú tượng đài. Không được rồi. Suýt được. Okay. Không sao. Không sao cả, chúng ta vẫn đi chơi bạc mà.
Xin mời các thí sinh xin ra chiều ra khu khởi động để tiến hành cân ạ. Trần Nguyên Trí, 72.5 cân. Ban tổ chức xin nhắc lại, xin mời các thí sinh xin ra chiều chúng ta ra chiều khu khởi động để tiến hành cân. Trần Tiến Phát, tem cuối cùng phá sâu kỷ lục của chính bản thân mình, 287.5 cân. Phá rất sâu. Phá này bao giờ có người phá lại? Lại bạn ấy chờ bạn lên phá tiếp thôi. Và nếu không nhầm thì Trần Tiến Phát sẽ lập luôn kỷ lục của Toto chứ không nhỉ? Xin mời thí sinh Trần Tiến Phát 287.5 kg. Ngọc Huy 640 cơ. Ừ, kỷ lục Toto của chúng ta là 640 cơ. Có thực hiện thành công ở tên này thì cũng chỉ là 635 thôi. Ui. Quá nhẹ nhàng. Ui. Ui. Sao đáng tiếc. Đồ lên. Và bây giờ chúng ta sẽ sang tới phần thi deadlift của bảng B. Các thí sinh Trần Phương Nam và Lê Hoàng An chuẩn bị. U 93 bây giờ cạnh tranh top 3 rất là căng thẳng. Từ các tên deadlift xem là quyết định luôn. Vâng, chúng ta cùng đến với cả U 93.